mình lắm người ta mới mang lên trên mạng bóc phốt, để mọi người phải hiểu vấn đề là như thế. Chứ không phải tự nhiên một sao mà người ta có cái gì mà 50 triệu nhỏ nhặt mà tự nhiên bê lên để làm gì đâu. Đúng không? Mày khác gì tiếng bịp đâu. Mày sao mày đánh đồng tao cả một cái thằng súc vật học như thế? Hả? Sao mày lại đánh đồng anh với cả một cái thằng súc vật học như vậy? Hả em? Anh thì cũng là một người gọi là bố mẹ cho anh đi học đàng hoàng tử tế. Anh nói với cả em như thế. Mà may quá là anh lên mạng này, anh chưa bao giờ anh biết gọi là lừa đảo ai 1.000 nào cả. Nhá, chưa bao giờ biết lừa đảo ai 1.000 trên mạng này để mà mang tai mang tiếng như vậy cả. Và bản thân anh cũng là một thằng có học, anh cũng gọi là đi giúp ích cho đời, chứ chưa bao giờ anh gọi là như cái thằng tiến bịp. Em mày đánh đồng anh với cả thằng tiến bịp, một cái thằng có học như nó. Đấy, có học như nó bây giờ mà đến nó phải sang bên Campuchia để lùa những anh em, những người dân gọi là khốn khó ở Việt Nam mình sang bên đấy để sang bên sòng bài của nó, để đánh bài, đánh bạc, để làm giàu cho đất nước bạn. Đúng không? Đấy là thằng có học đúng không? Được ăn, được học tại Việt Nam mà lại sang bên Campuchia để làm casino. Đấy là thằng có học đúng không? Mày lại đánh đồng anh bảo một cái thằng thất học như vậy là như thế nào? Hả? Mọi người thấy tôi là đúng không hay tôi là sai? Ở Việt Nam thì giúp ích cho Việt Nam đi, đừng làm khổ những người dân ở Việt Nam nữa Tiến ạ. Anh chỉ nói mày như thế thôi. Còn xã hội này thì mày cứ về Việt Nam mày lại hiểu đấy. Còn tôi mong các chú công an có thẩm quyền lên vào cuộc xem cái thằng tiếng bịp này nó như thế nào. Đấy. Ok, Campuchia thì sòng bài bên đấy có thể là hợp pháp, nhưng mà về Việt Nam nó không phải là hợp pháp đâu nha. Đừng có dạy đời trên mạng này, dạy những trẻ con với bọn thanh niên mới lớn, làm cho chúng nó hư hỏng đi. Hở ra là đi vay tiền, hở ra là vay tiền. Đây là tôi xem còn video hình ảnh không, tôi cho anh em xem. Ê, bây giờ một trong những dân chơi ở Hải Phòng, gắn mác Hải Phòng, xong rồi để những cái đòn gọi là gì nhỉ? Đâu tôi xem nào. Đây có hình ảnh mới nhất đây này. Đây là hình ảnh tôi mới gọi là mới nhất, tôi vừa mới cập nhật được nhá. Đây. Đây này, dân chơi mặc tiếng này có học ở Hải Phòng này. Đây là dân chơi này, đây là dân chơi khét tiếng này. Ôi, zoom to ra tí chứ nào. Đây, dân chơi bây giờ vẫn còn ngậm cái ống mút như thế này. Tôi có hỏi các bạn này đấy, đây là có học đấy đúng không? Đấy, đây là có học dữ chưa? Hả, đây là có học đây à? Đây, đây là có học đây này. Đấy. Anh có học này, alo anh còn tiền không này. Đây là có học đấy nhá. Đây tích xanh đây này. Hay là tôi lại bừng bảo tôi là tôi nói có sách, mách có chứng, chứ không phải tôi kiểu nói kiểu ố dề đâu nhá. Đây cho vay 10 triệu này, đấy có học đấy. Đấy em đang ngồi ngậm ống mút, còn tiền cho vay 10 triệu. Cho vay 10 triệu. Thế đi ngồi dọa cả anh bây giờ nữa, chúng mày chưa biết về anh quầy rồi nhá. Thứ nhất là anh không sợ mấy bọn giang hồ mạng đâu. Đấy. Còn thằng nào đến được cửa nhà anh thì anh không phải nói phép với chúng mày, nên anh chỉ cho đúng 5 phút. Cho 5 phút thôi, làm gì được thì làm rồi bế đi luôn.